Xin mến chào quý thầy cô. Có nhiều thầy cô đã sử dụng Google Meet để chúng ta dạy học online. Tuy nhiên, nhiều người gặp những cái khó khăn khi mà chúng ta chia sẻ các màn hình, đặc biệt là màn hình PowerPoint, rồi chia sẻ các video nó bị lag nữa. Rồi cái chia sẻ màn hình một là cái đơn giản nhất. Thì hôm nay mình sẽ có cái hướng dẫn chia sẻ màn hình trên Google Meet. Là gồm các ba mục. Thứ nhất là chia sẻ màn hình PowerPoint, chia sẻ màn hình PowerPoint và chia sẻ các video không bị lag. Thì đây là cái kinh nghiệm của mình, tới đâu thì mình sẽ hướng dẫn tới đó thôi, chứ cũng chưa phải là giỏi giang gì. Bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Thì về cái nguyên tắc cơ bản khi thầy cô làm cái này, thầy cô muốn chia sẻ cái gì thì cô phải mở ra trước. Nếu muốn chia sẻ Word thì phải mở Word ra trước. Mình muốn chia sẻ cái này. Rồi cái thứ hai là muốn chia sẻ PowerPoint thì mở PowerPoint lên luôn. Rồi muốn chia sẻ các video không bị lag thì mình sẽ mở cái thư mục chứa các video đó lên. Ví dụ ở thư mục này có hai video này. Và một cái điều tất nhiên nữa rồi, đó là chúng ta phải mở Google Meet mình ra, đúng không? Mở Google Meet ra. Google Meet của mình đã vào phòng họp rồi nha. Thì bây giờ cái đầu tiên là việc đầu tiên thầy cô cũng nên nhớ, đó là việc đầu tiên là mình phải chia màn hình làm hai, thu nhỏ các cái cửa sổ, chia màn hình làm hai. Cái màn hình Google Meet á, mình để nó là bên phải, mà màn hình Word hoặc PowerPoint mình để là bên trái. Rồi thì mình sẽ dỡ điều khiển, nhớ cho thầy cô nha, chia màn hình làm hai. Bây giờ để chia màn hình làm hai á, thì mình có hai cách. Một là mình nhấn cái phím Windows, phím Start, hoặc phím mũi tên bên phải, nó quay bên này. Đó. Thì bên này mình chọn cái ô mình còn, màn hình mình, cái cửa sổ mình còn chia. Đó. Thì nó sẽ chia làm hai ra như thế này. Rồi, thì cách này á, còn cách thứ hai nữa là thầy cô nắm vào đây. Thầy cô kéo nó qua. Khi con chuột đụng cái biên thì nó sẽ có một cái hình mờ ra trên giữa màn hình, thả ra thì nó ra trên giữa một nửa bên phải. Còn nửa bên này thì mình được chọn ha, mình muốn chọn bên nào, nửa bên này mình chọn nửa nào thì mình chọn, ví dụ mình chọn Word thì nửa bên này là Word đó. Đây là thứ rồi. Và cái bước thứ ba đó là mình sẽ bấm vào nút trình bày ngay, nút trình bày ngay cái này. Thì cái này lúc này thì màn hình Word của mình chọn màn hình Word của mình, chọn một cửa sổ nha, rồi mình chọn cái màn hình Word của mình. Thì ở bên này các em học sinh sẽ thấy được cái màn hình Word của mình. Và thầy cô lưu ý, ở bên này là các em học sinh thấy là cái ảo, còn ở bên này mới là cái thật. Thật có nghĩa là mình sẽ thao tác bên cái thật này nè. Thao tác bên trái thì bên phải này sao? Sẽ theo. Ví dụ thầy cô ghi đề bài bên này, ghi một là mã gì đó, đúng không? Thì bên kia sẽ theo. Thì bên này sẽ theo. Chứ thầy cô không có thao tác bên này được nha. Các thầy cô cứ thao tác ở bên này. Thao tác bên này xong rồi nói, ủa sao mình làm không được, sao làm không được? Là không phải. Thì thầy cô chú ý là bên này dù nó có sáng hay chăng nữa như thế này nè, nó cũng là ảo, bên này mới là thật. Bên này là thật. Mình làm bên này cái gì thì bên này theo. Đây là Word là đơn giản nhất. Thì ở bên này thầy cô sẽ gõ văn bản gì đó. Còn bên này thầy cô quan sát các em học sinh. Các em học sinh nhiều thì các em học sinh nó hiện ở đây. Và cái màn hình này nó nằm ở trên. Thấy được các em phát biểu hoặc giơ tay gì đó là mình gọi các em. Rồi, như vậy đây là chia sẻ màn hình Word thì nó quá đơn giản như thế này. Còn khi mà chia sẻ PowerPoint thì sao? Thì tất nhiên mình cũng phải mở PowerPoint lên, đúng không? Và mình cũng kéo nó qua bên này, kéo qua cho nó thửa bên này. Nếu như mình không có chiếu PowerPoint á như thế này thì cũng được rồi, đúng không? Nhưng bây giờ như thế này nè, mình chọn này là trình bày nè, chọn đang trình bày, mình dừng trình bày Word đi, dừng trình bày Word, rồi mình chọn lại,
trình bày một cửa sổ. Và mình chọn, lúc này mình sẽ chọn là PowerPoint. PowerPoint chia sẻ. Thì bây giờ cái màn hình PowerPoint á của mình ở bên trái nó quay bên phải này, giống y như Word hồi nãy, y như Word kìa. Đó, y như Word hồi nãy. Nhưng ở PowerPoint nó khác một chỗ là gì? Là mình muốn trình chiếu nó đi. Mình trình chiếu. À, khi mình trình chiếu PowerPoint á thì nó lại gặp một vấn đề là gì? Mình trình chiếu nó sẽ ra toàn màn hình luôn. Trình chiếu nè. Ra toàn màn hình luôn. Rồi gì rốt cuộc mình không thấy được học sinh như thế nào hết, các em giơ tay gì mình không thấy hàng, ví dụ không thấy mặt các em nữa hàng. Thì bây giờ cái này á mình phải khắc phục cái việc chiếu PowerPoint, là mình không cho PowerPoint nó chiếu tròn màn hình mà chỉ cho PowerPoint nó chiếu một trong cái cửa sổ này thôi, trong vùng này thôi. Đó. Thầy cô nhớ chỉ cho PowerPoint chiếu trong cái cửa sổ này thôi. Thì lúc này á mình sẽ chọn cái này. Mình chọn là slide sau, à, chọn slide sau. Chọn slide sau. Tiếp theo, mình chọn setup slide sau. Setup slide sau. Rồi tiếp theo mình chọn Windows, à, Windows là chiếu một nửa, thôi. À, chọn Windows chiếu nữa. Rồi mình OK, OK. Rồi như vậy là an tâm. Bây giờ mình chiếu bên này thì nó chỉ nằm một nửa bên này thôi, nó không có tràn màn hình nữa. Đó, một nửa bên này. Thì mình di chuyển con chuột. Đó, nó qua. Đó, như vậy. Đó. Thì thầy cô chiếu bên này thó, bên này sẽ theo, bên này ảo sẽ theo. Rồi vậy đó là xong cái PowerPoint. Thì có bây giờ mà mình muốn trình chiếu thì tắt cái này ha, dừng trình bày đi. Giờ mình muốn chiếu video cho các em học sinh xem thì mình làm sao? Rồi chiếu video á, nếu chúng ta chọn cái video để chúng ta mở á, rồi chúng ta chọn trình chiếu một cửa sổ á, thì nó bị lát nha thầy cô, nó không có bằng đâu. Thì mình làm như sau nè. Mình đừng có chiếu video trong một cửa sổ mà mình phải xem như thế này. Cái thư mục nè, thư mục lưu video nè, mình bấm vào đây trên cái địa chỉ của thư mục á, bấm vào trong vùng trống này nè. Đó, thì mình copy cái này đi, copy cái đường link này. Rồi mình qua cái tab của Google Meet, tab Google Meet ở đây, mình bật một tab mới nữa, một tab mới. Mình dán cái địa chỉ của cái thư mục chứa video đây. Rồi, enter, bấm enter là nó gọi là chỉ mục của cái thư mục này. À. Rồi thì bây giờ á, cái này khi mình muốn cho các em học sinh xem video thì mình sẽ chia sẻ trình bày cái thẻ, trình bày một thẻ nha, trình bày một thẻ ở đây. À, thì mình do chọn cái thẻ là chỉ mục của thư mục này và chọn chia sẻ. À, thì lúc này mình có quyền phóng to ra được rồi, đấy. Giờ mình sẽ bấm cái video đó, để mình xem. Là bảo đảm là các em sẽ thấy cái video này. Và ở đây thầy cô lưu ý có hai cái tab này, dừng chia sẻ và xem thẻ Meet. Xem thẻ Meet có nghĩa là mình xem các em thấy á, đây là xem. Các em sẽ thấy như thế này. Không có bị lag thầy cô, video nó không bị lag. Các em sẽ thấy như thế này. Còn mình xem thẻ file là mình xem lại cái thư mục đó của mình. Đó. Thì bây giờ mình muốn chia sẻ video tiếp theo, đúng không? Thì mình bấm vào cái nút này để quay lại. Còn mình muốn dừng chia sẻ thì bấm vào đây để dừng chia sẻ. À, quay lại để chia sẻ video thứ hai. Video thứ hai đây. Bấm vào đây. Double luôn. Các em sẽ thấy được video này. Rất là mượt và nó không có bị lag. Và khi mình xem thẻ Meet thì mình không có tác động được nha các thầy cô, cái này gọi là ảo, là không tác động được nè. Còn mình xem thẻ file thì mình mới tác động được video, mình có thể cho xem lại. Hoặc là bấm
đứng. Thì ở bên thể mic cũng theo cái này bên này. Rồi, như vậy thì phần hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Và chúc các thầy cô thành công. Nếu các thầy cô thấy hay thì cho một like. Còn nếu thấy không hay thì cho một dislike. Cảm ơn các thầy cô đã theo dõi đến đây.